Này đi chùa Tam Chúc đi thẳng phải không chị? Còn bao nhiêu cây nữa chị? Vâng, 8-9 cây thì rẻ. Vâng, vâng. Vâng. Tôi đi thêm khoảng 7-8 cây để phải có cổng con nước anh chạy thẳng luôn vào. Dạ vâng, vâng. Dễ đi lắm. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chị nhé. Vâng. 7-8 cây nữa. Thank you.
bán tiền anh. Đi qua đoạn này, đúng không? Ừ.
vào phía núi mà, xong nó có cái hồ, cái hồ nước nó len lỏi trong núi rất đẹp. Núi đằng trước kia là đúng rồi đấy. Có hồ đấy rồi. Biển là nơi mà